Xin chào và cảm ơn tất cả các bạn đã tin tưởng và sử dụng website tải nhanh vn.com để tải game. Ở clip này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tải và cài đặt một cái tựa game mô phỏng có tên là Tupun Hospital thành công 100%. Trong game Tupun Hospital, người chơi sẽ được giao nhiệm vụ quản lý một bệnh viện. Trò chơi tập trung nhiều vào yếu tố hài hước và những căn bệnh hết sức khó đỡ mà bạn không thể nào tìm thấy ở bất kỳ ghi chép nào trong ngành y. Chẳng hạn như là bệnh nhân y học bó tay khi chết biến thành ma đi nhét các bệnh nhân khác cho bệnh viện, hay có cả các ca gọi là pandemic mà bệnh nhân sẽ bị dính nguyên cái chảo vào mặt, phải xây dựng cả một khu điều trị với thiết bị máy móc đặc biệt để có thể gỡ chảo ra cho bệnh nhân. Cũng giống như các tựa game mô phỏng xây dựng quản lý khác, Tupun Hospital đưa người chơi đến với nhiều màn chơi hấp dẫn. Trong đó bạn sẽ phải xây dựng và quản lý một bệnh viện mang thương hiệu có tên là Tupun ở khắp nơi trên bản đồ, và tất nhiên là không thể thiếu việc bạn mở rộng. Mỗi bệnh viện như vậy sẽ có độ khó tăng dần nhưng cũng sẽ mở khó thêm được nhiều thứ hấp dẫn hơn. Và để trải nghiệm game này, các bạn hãy làm theo các bước hướng dẫn tải và cài đặt ngay sau đây nhé. Ok, trước khi tải các bạn sẽ phải lưu ý cho mình một số điều như sau. Thứ nhất là các bạn phải tải game trên website tải nhanh vn.com thì mới có thể làm đúng theo cái video hướng dẫn này. Thứ hai là trước khi tải các bạn sẽ phải đọc và tuân thủ tất cả những cái yêu cầu trong cái mục support nằm trên cùng góc bên phải trang web cho mình. Trong bài viết các bạn sẽ phải đọc kỹ cái mục trước khi hỏi, trước khi tải, và đặc biệt là các bạn sẽ phải cài đầy đủ tất cả các cái phần mềm bổ trợ ở trong cái bảng này. Và các bạn chỉ việc làm một lần duy nhất, tất cả những cái lần cài game sau các bạn sẽ không phải làm lại nữa. Nếu vẫn gặp lỗi thì các bạn kéo xuống phía cuối bài viết sẽ có một cái mục có tên là lỗi game hay gặp để tìm lỗi các bạn gặp và tìm cách khắc phục. Khi mà các bạn làm theo tất cả những cái yêu cầu trên mà vẫn gặp lỗi thì các bạn chỉ có thể cài lại win, hoặc là mua game, hoặc là không chơi game đó nữa. Và nhớ là phải kiểm tra cấu hình xem là các bạn có chơi được game đó hay không, và nếu không dành thì các bạn có thể xem cái bài viết có tên là kiểm tra cấu hình chơi game ở cái mục hỗ trợ của bên phải trang web. Cũng trong cái mục hỗ trợ, nếu mà các bạn muốn tải link FC một cách nhanh chóng thì các bạn có thể đọc cái bài viết có tên là tăng tốc độ download link FC, nó sẽ giúp các bạn tải link FC một cách nhanh nhất. Thứ ba là nếu mà các bạn tải về thấy cách cài đặt khác rồi, tức là game đã được update, và để xem cái hướng dẫn cài đặt trong bản update mới, các bạn vui lòng kích vào xem video hướng dẫn tải và cài đặt trong bài viết của game đó. Còn nếu các bạn xem trên YouTube, các bạn có thể tua đến 20 giây cuối cùng của video, hoặc là xem ở phần bình luận sẽ có một mục dẫn sang cái video hướng dẫn tải và cài đặt bản mới nhất đấy. Thứ tư là toàn bộ nội dung mình nói trên rất nhanh và rất dài nên các bạn cần xem kỹ để đảm bảo 100% là chơi được game. Bạn nào đúng rồi, làm được rồi thì sau này xem video của mình, các bạn chỉ việc tu bỏ hơn một phút đầu của video để xem được cái phần hướng dẫn cài game luôn. Còn bây giờ hãy truy cập vào website tải nhanh vn.com để bắt đầu tải game nhé. Ok, thì sau khi vào trang chủ, các bạn sẽ thấy một cái dòng có tên là bạn muốn tải gì. Các bạn kích chuột vào, gọi tên game cho mình là TWO, cách POINT. Đấy, các bạn gọi tên game như trên màn hình nhá, TWO, cách POINT. Đấy, gọi tên game xong thì các bạn ấn chữ download cho mình, ấn chữ download nhá. Đấy, lúc này nó sẽ tìm đến cái bài viết có tên là Tupun Hospital đây. Đấy, thì các bạn vào cho mình bài viết này để lấy link tải nhá. Link tải nó sẽ nằm trong bài viết này ha. Ok, thì để tiện cho các bạn, mình sẽ để cái link bài viết này dưới phần mô tả video nhá. Mình sẽ để cái link bài viết này dưới phần mô tả video. Thì trong bài viết này các bạn có thể xem thêm về thông tin game, giới thiệu game, hình ảnh game, video game, và quan trọng nhất là cấu hình nhá. Cấu hình con game này nó sẽ yêu cầu là Win 7, Win 8, Win 10 trở lên và là bản 64-bit nhá. Tức là bạn nào mà sử dụng Windows XP hay là Vista hay là Win 7, Win 8, Win 10 bản 32-bit thì đều sẽ không chơi được đâu nhá. Các bạn phải sử dụng Win 7, Win 8, Win 10 trở lên bản 64-bit. Ok, tiếp theo là chip. Chip nó sẽ yêu cầu là Intel Core i3 6100 trở lên hoặc là AMD FX 4350 trở lên nhá. Đấy, RAM thì nó sẽ yêu cầu tối thiểu là 4GB nhá. Các bạn phải có tối thiểu là 4GB. Ok, thì sau khi tiếp theo là cam màn hình. Cam màn hình nó yêu cầu là Nvidia GeForce GT 1030 2GB RAM trở lên. Đấy, hoặc là AMD Radeon HD 6850 trở lên nhá. Tiếp theo là bộ nhớ máy. Bộ nhớ máy nó sẽ yêu cầu là tầm 5GB bộ nhớ máy nhá. Tầm 5GB bộ nhớ máy. Ok, thì khi các bạn đã đáp ứng được cái cấu hình để chơi game rồi thì chúng ta sẽ bắt đầu tải game. Để tải game thì các bạn kéo xuống dưới cho mình. Đây, khi các bạn kéo xuống dưới các bạn sẽ thấy một cái dòng chữ đỏ có tên là tải game Tupun Hospital link FC nhá. Tải game Tupun Hospital link FC. Đấy, các bạn kích chuột vào dòng chữ đỏ này tải về cho mình. Kích chuột vào dòng chữ đỏ này tải về cho mình nhá. Thì sau khi các bạn tải về, các bạn sẽ được một cái file có tên là tải nhanh vn.com đây. Đây, tải nhanh vn.com Tupun Hospital. Đấy, tải nhanh vn.com Tupun Hospital. Thì bây giờ các bạn kích chuột phải vào cái file vừa tải về. Các bạn kích chuột phải vào cái file vừa tải về nhá. Đấy, nó sẽ hiện ra cái bảng như này. Tại bảng này các bạn chọn extract here cho mình. Các bạn chọn extract here cho mình nhá, để cho nó rẻ nén ra. Đấy, chọn extract here.
để cho nó giải nén ra. Thì sau khi nó giải nén ra xong, chúng ta sẽ được một cái folder cùng tên. Đây, chúng ta sẽ được một cái folder cùng tên có tên là tải nhanh vn.com Topol Hospital. Đấy, mình đã giải nén ra sẵn rồi để cho tiết kiệm thời gian ha. Ok, thì các bạn mở cho mình cái folder vừa mới giải nén ra nhá. Các bạn mở cho mình cái folder vừa mới giải nén ra. Đấy, mở lên cho mình. Ok, thì tại đây nó có rất là nhiều file. Thì để cài đặt game, thì các bạn mở cho mình cái file có tên là install này nhá. Install, insert này, install, insert nhá. Ok, mở lên cho mình. Đấy, tên bảng hiện lên cho reset cho mình nhá, để cho nó chạy dưới cái admin. Ok, rồi. Ok, thì ở đây, đây là bảng cài đặt nhá. Thì tại bảng cài đặt này các bạn sẽ để ý cho mình cái dòng đầu tiên. Đây, cái dòng đầu tiên nhá. Đấy, nó mặc định nó sẽ cài vào ổ C, folder game. Tuy nhiên thì mình khuyên là các bạn không nên cài game ổ C nhé. Mình khuyên là các bạn không nên cài game ổ C. Và để thay đổi ổ cài, các bạn ấn vào chữ select cho mình. Ấn vào chữ select nhé. Đấy, ấn vào xong thì nó sẽ hiện ra cái bảng như này. Đấy, hiện ra cái bảng như này. Và bây giờ thì các bạn chọn cho mình cái nơi cài game nhé. Các bạn cài vào ổ nào cũng được, miễn sao là trừ cái ổ C ra và đủ dung lượng nhé. Ở đây thì mình sẽ cài vào ổ G folder game. Đấy, mình sẽ cài vào ổ G folder game nhé. Đấy, sau đó thì mình sẽ ấn OK sau khi lựa chọn xong. Đấy, OK, thì chúng ta sẽ được đường dẫn có tên là ổ G này, folder game này, folder Tupol Hospital này. Đấy, thì sau khi các bạn lựa chọn xong cái nơi cài game rồi thì các bạn ấn insert game cho mình. Ấn insert game cho mình nhé, để cho nó cài đặt ha. Ấn insert game. Đấy, đấy, thì bây giờ quá trình cài đặt đang diễn ra rồi nhé. Các bạn thấy không, quá trình cài đặt đang diễn ra rồi. OK, thì các bạn thấy cái video này hữu ích, đừng quên cho mình một like, chia sẻ video cũng như là đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. OK, thì quá trình cài đặt tương đối là lâu, thành ra là mình sẽ tạm dừng video một tí nhá. OK, sắp xong rồi. Đấy, thì khi cài đặt xong, nó sẽ hiện ra cái bảng như này. Đấy, nó sẽ hiện ra cái bảng cài đặt như này nhá. Đấy, rồi các bạn ấn OK cho mình. Các bạn ấn OK cho mình nhá. Tiếp đó là các bạn ấn vào chữ Done này cho mình, ấn chữ Done này nhá. Đấy, đấy, thì đấy là các bạn vừa mới cài đặt xong. Và bây giờ chúng ta sẽ phải copy crack nhá. Để copy correct, các bạn mở cho mình cái folder có tên là tải nhanh vn exit row nhé. Tải nhanh vn exit row, mở lên cho mình. Đấy, trong này các bạn bôi xanh tất cả các file, bôi xanh tất cả các file nhé. Đấy, sau đó các bạn ấn chuột phải vào cái khoảng xanh này này. Các bạn ấn chuột phải vào cái khoảng xanh này. Đấy, nó sẽ hiện ra cái bảng như này. Và các bạn chọn copy cho mình nhé. Chọn copy cho mình. Đấy, thì bây giờ các bạn copy, các bạn cài đặt game ở đâu, các bạn cài đặt game ở đâu thì các bạn mở ổ đấy cho mình. Mình cài đặt game vào ổ G, mình sẽ mở ổ G nhá. Đấy, tiếp theo là mở cái folder game. Đây, tiếp theo là mở folder có tên là Topol Hospital này. Đấy, Topol Hospital nhá. OK, mở lên. Đấy, tại đây thì các bạn ấn chuột phải chọn paste cho mình nhá. Ấn chuột phải chọn paste cho mình. OK, hoặc là các bạn có thể ấn tổ phím các chân V nhá. OK, thì đây, khi các bạn paste nó ra thì nó sẽ hiện cái bảng như này. Và các bạn ấn vào dòng chữ có tên là replay cho mình nhá. Các bạn kích chuột vào dòng chữ có tên là replay cho mình để cho nó chấp nhận vấn đề file crack lên. OK, rồi. Rồi, OK, thì khi các bạn đã copy crack xong thì chúng ta sẽ vào game nhé. Thì để vào game, các bạn mở cho mình folder có tên là tph nhé. Các bạn mở cho mình cái file có tên là tph, viết tắt của từ Topol Hospital đấy. Đấy nhá, mở lên cho mình. Các bạn kích chuột phải vào, chọn run admin cho mình nhé. Chọn run admin cho mình. Các bạn có thể vào open cũng được, tuy nhiên thì mình khuyên các bạn nên chọn run admin để có thể cho nó chạy toàn quyền dưới quyền admin nhé. Thì đảm bảo 100% là vào được game chơi được nhá. OK, rồi, ở bảng hiện lên chọn reset cho mình. Thì các bạn yên tâm nha, tất cả những cái game trên website tải nhanh vn.com ý đều là do mình up lên, tải lên và mình cũng sẽ vào game chơi. Để chứng minh được cho bạn một điều rằng là các bạn có thể yên tâm mà tải game trên website tải nhanh vn.com nhá. Mình đã vào game chơi được thì các bạn cũng sẽ phải vào game chơi được, trừ khi là cấu hình mấy các bạn không đủ, hoặc là các bạn không tuân thủ cái mục support mà thôi. Các bạn cứ tuân thủ cái mục support trên website tải nhanh vn.com cho mình nhá. OK, rồi, chúng ta đang vào game rồi nhá. Các bạn chờ một tí ha. Nó đang giới thiệu đoạn đầu. Rồi, lại loading. Một tựa game khá là lòng ngoằng. Đây là một tựa game các bạn có thể xây dựng ra một bệnh viện cho riêng mình, rất là hay. Nhưng mà nó không phải là kiểu đi theo một những cái căn bệnh truyền thống như ngoài đời đâu, mà nó sẽ bao gồm rất là nhiều bệnh, nó rất gọi là rất là quái dị, rất là hài hước mà các bạn có thể gặp được ở trong game. OK, đấy. Thì đây, sau khi các bạn vào đây, các bạn sẽ thấy cái giao diện như này. Mà từ từ đã, mình sẽ xóa mấy cái file save đi ra cho các bạn dễ hình dung ha. Cái này là mình test rồi, thành ra là mình mới có cái đấy. Còn bình thường các bạn vào game, mới vào game, các bạn sẽ thấy một cái giao diện như này. Đấy,
Và bây giờ các bạn trước khi vào game ý, mình sẽ dành ra vài phút, vài giây dành cho những bạn nào mà cấu hình thấp nhé. Bạn nào mà cấu hình thấp các bạn vào cái mục setting cho mình. Đấy. Tại đây các bạn sẽ thấy cái mục có tên là video. Trong cái mục video này các bạn có thể để cái FPS, tăng giảm FPS này sao cho phù hợp máy tính các bạn nhé. Đấy, ở đây mình sẽ để 150, mặc định luôn. Tiếp theo là các bạn bạn nào mà cấu hình thấp ý, các bạn sẽ để cho mình cái dòng có tên là graphic này này. Cái dòng graphic nhá. Ở đây các bạn ấn chọn là mức very low nhá. Bạn nào mà cấu hình cực thấp thì chọn very low. Bạn nào mà cấu hình cao hơn một tí thì chọn low nhá. Bạn nào cấu hình bình thường thì chọn mức medium. Bạn nào cấu hình mạnh thì chọn mức 2 và cấu hình cực mạnh thì chọn mức very high nhá. Các bạn cứ để cái mức đồ họa nào mà các bạn chơi không lag là được. Các bạn cứ để mức đồ họa nào mà các bạn chơi không lag là được nhá. Ok. Rồi. Ở đây mình sẽ chọn là mức 2 đi. Mình sẽ để nguyên là 2 nhá. Ở đây mình sẽ để mức là 2. Đấy. Rồi. Thì sau khi để cái mức 2 xong thì các bạn chỉnh tiếp cho mình cái đoạn dưới này nhá. Đây, cái vi scene này này. Cái dòng có chữ scene này này, các bạn để off cho mình nhá. Các bạn để off cho mình. Đấy, ok. Thì đây là dành cho những bạn làm cấu hình thấp nhá. Ở đây thì mình cấu hình ổn thì mình sẽ để on. Các bạn lựa chọn xong các bạn ấn apply cho mình. Apply đây này. Đấy. Sau đó ấn ok nhá. Đấy, thì nó sẽ ra ngoài menu chính này. Thì tại ngoài menu chính này để chơi game, các bạn ấn vào start new game cho mình. Start new game nhá. Đấy, ấn vào. Rồi. Thế đây, nó đang giới thiệu này. Đấy, một bác sĩ đang khám cho một bệnh nhân. Ok. Thì đoạn này mình sẽ bỏ qua đi. Các bạn chơi thì các bạn nên xem để có thể hiểu rõ hơn về nội dung cốt truyện. Mà nói chung là game này nó không có cốt truyện mấy đâu, mà chúng ta sẽ chỉ đa phần là làm một cách nào đấy để có thể phát triển được cái bệnh viện của mình thôi. Ok. Thì trước khi vào game nó sẽ có một cái phần hướng dẫn này. Đấy, sẽ có cái ông già này hướng dẫn chúng ta. Đây là giám đốc viện hồi xưa đấy. Ông nghỉ hưu thì mới bàn giao cho chúng ta. Ok. Thì đây chúng ta sẽ được mua bệnh viện. Thì các bạn sẽ mua được rất là nhiều bệnh viện đây này. Đấy, có rất nhiều bệnh viện để có thể mua. Tuy nhiên để mua được những bệnh viện này thì các bạn cần phải mở khóa. Thì mở khóa như nào? Các bạn phải làm cho tốt cái nhiệm vụ ở đây đã. Làm cho tốt cái nhiệm vụ ở bệnh viện đầu tiên đã nhá. Đây này. Đấy, ấn start nhá. Chúng ta phải phát triển cái bệnh viện đầu tiên cho nó được nhiều khách, có nhiều tiền thì chúng ta mới mở khóa được những cái bệnh viện sau nhé. Ok. Rồi, ở bảng này chúng ta sẽ ấn ok này. Ok tiếp này, ấn ok tiếp này. Đấy. Rồi, đoạn này thì nó sẽ hướng dẫn chúng ta là nó bảo chúng ta là phải di chuyển camera này này. Đấy, các bạn ấn thấy không? Movie the camera, các bạn có thể sử dụng những cái phím WSD để di chuyển. Đấy. Các bạn di chuyển thế nào cho nó tăng lên nhé. Đấy. WSD để di chuyển đây này. Đấy. Đấy. Ok. Tiếp theo nó bảo là chúng ta xây dựng một cái công trình. Đây, ấn item. Ấn xây dựng. Đấy, đây là cái này gọi là cái gì nhỉ? Cái này như kiểu là cái từ mình xem mình để được chỗ nào đã. Mình sẽ xây ra đây. Đấy. Cái này là cái bàn tiếp đón bệnh nhân. Ok. Di chuyển. Ở đây, ấn Z với C để xoay các bạn nhé. Ấn Z để xoay cái này. Rồi, mình sẽ để cân xứng như này. Sau đó mình ấn Hire. Đây là cái nơi mà để chúng ta sẽ mua những bác sĩ, những điều dưỡng viên các kiểu đấy. Đấy, với mức giá, nó có nhiều cái mức giá khác nhau. Tất nhiên là nó tỷ lệ thuận với cái sự thông minh của những cái tài giỏi của những cái vị bác sĩ này. Ở đây là cái người tiếp đón, nên là mình sẽ chỉ mua cái thằng này thôi. Mua thằng này thôi, tiếp đón không cần nhiều. Đấy. Nó mà tiếp đón nó phải giỏi chứ nhỉ. Tiếp đón nó phải giỏi, nó biết được nhiều bệnh thì nó mới có thể phân phối bệnh nó chính xác được chứ. Nhầm nói. Nói chung là các bạn xem đến đây là các bạn có thể yên tâm mà chơi được rồi. Tuy nhiên thì mình sẽ chơi thêm một lúc nữa để các bạn có thể thấy được cái hay của game này nhé. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ xây một cái phòng thuốc. Đây, mình sẽ xây một cái phòng thuốc ở đây. Đấy, cửa sẽ để đây. Đấy. Đây là cái bàn làm việc à. Ok, mình sẽ để đây. Đấy, cái tủ đây. Rồi, chọn xong thì tích V ở đây các bạn nhé. Tích V ở đây. Đấy, đây là cái buồng khám bệnh. Ok. Tiếp theo nó lại bảo mình mua một ông bác sĩ. Đây, bác sĩ này thì cần giỏi. Mình sẽ mua ông này luôn. Đấy, mua ông này luôn. Bác sĩ này cần giỏi, rất là giỏi để có thể khám bệnh. Các bạn xem đây là các bạn có thể yên tâm mà chơi được rồi. Tuy nhiên thì mình sẽ chơi thêm một tí nữa cho các bạn yên tâm ha. Đấy, nhiệm vụ tiếp theo của chúng ta này, nó lại bảo chúng ta di chuyển camera nhé. Đấy, zoom này.
zoom bằng con lăn nhá, zoom bằng con lăn chuột các bạn nhá. Đấy, zoom lên zoom xuống bằng con lăn. Đấy. Tiếp theo là ấn RF để có thể đảo cái góc nhìn đây này, đấy, trên xuống dưới này. Đấy, ok. Ấn Q và E để có thể xoay xung quanh vòng tròn này này. Đấy, ok nhá. Các bạn thấy không? Ok rồi, nhiệm vụ tiếp theo là tiếp đón một bệnh nhân đây này. Ok. Rồi, bệnh nhân số 1. Mức độ vui vẻ nó đang rất là cao. Đấy. Đấy. Đang gặp tư vấn viên của tôi và được điều phối sang một cái buồng bệnh. Rồi, nó đang vào buồng bệnh rồi. Cái này xoay ngược với anh em ạ, phải để như này mới đúng. Rồi. Thôi xong rồi. Vào đây khám bệnh cưng. À, chắc tôi đang sửa phòng thành ra là ông ấy đi ra ngoài. Rồi. Thanh niên này lịch sự vãi, vào còn gõ cửa đàng hoàng. Bác bị gì vậy? Tôi bị bệnh khó ỉ à? À rồi. Nó đây nó đang bảo là cần mua thuốc này này. Đấy, anh em thấy nó hiện biểu tượng cần mua thuốc không? Rồi, chúng ta sẽ phải xây dựng một cái buồng thuốc. Buồng bán thuốc. Đây. Buồng bán thuốc thì chỉ cần nhỏ này thôi. Đấy xời. Rồi, máy bán thuốc. Rồi. Xong rồi tích. Vậy, à ha. Rồi. Có máy bán thuốc rồi các bạn ơi. Mà chúng ta sẽ phải mua thêm một ông bác sĩ vào đây nữa. Mua thêm một ông bác sĩ vào đây. Bán thuốc thì không cần phải kinh lắm đâu. Thằng này thôi. Đấy, rồi. Chưa gì đã có hai bệnh nhân rồi anh em ạ. Hai bệnh nhân xếp hàng để vào mua thuốc. Mẹ. Vào bán thuốc đi, thằng này đi đâu đây? Vào bán thuốc đi đâu đây? Vào bán thuốc đi đâu đây? À mẹ. Hình như mua nhầm ông rồi anh em ạ. Mua nhầm ông rồi. Bác sĩ như là phải mua cái ông nào nhỉ? Ông này à? Hay là mua bác sĩ luôn? Thử mua ông này xem nào. Mất khá nhiều tiền rồi đấy. Lại không phải rồi. Lại đi ra rồi. Ông bán thuốc đây à? Ông bán thuốc đây, 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 đây. Thế chắc là ông này. Ô khỉ. Rồi, ok. đuổi việc anh em ơi. Ông này mình không cần nữa, mình đuổi việc. Đâu, đuổi việc đây à? À không, đây là... đây là di chuyển. Pay review. Để xem nào. Chúng ta có thể đuổi việc ông này không? Đuổi việc cái gì ta? À đây. Phá hợp đồng đúng không? Rồi ok. Thành tra này đi ra khỏi chỗ mình rồi. Bị phá hợp đồng rồi. Nó còn vui mình kinh. Đấy. Phá hợp đồng. Cút đi. Đừng có ở bệnh viện tao nữa. Một cái bổng thuốc nghe phải không đủ anh em ạ. Nó khám chữa rất là nhiều. Ok. Thôi nói chung là mình hướng dẫn đến đây thôi là anh em có thể yên tâm mà chơi được rồi nhá. Thì anh em thấy cái video này hữu ích, đừng quên cho mình một like, chia sẻ video cũng như là đăng ký kênh ủng hộ mình nhá. Ok. Thằng này còn ngủ với kinh chứ. Thì chúc anh em tải và cài đặt thành công. Bye bye.